Pioneer tốn bao nhiêu tiền vào các cấu hình chạy Pinot? Xin chào các Pioneer của cộng đồng Pinetwork Daily. Như chúng ta đều biết, ngoài việc đào bi bằng phương pháp kích tia sét, thì chạy máy NOT và đào bằng NFT là những giải pháp bổ sung giúp các Pioneer kiếm được nhiều pi hơn. Tuy nhiên, với mỗi loại máy NOT khác nhau, thì hiệu suất đào và giá tiền đầu tư cũng khác nhau. Mỗi cấu hình từ đơn giản đến phức tạp đều có thể giúp Pioneer đào được Bitcoin. Điều này khiến cộng đồng gặp khó khăn khi quyết định đầu tư máy đào. Và mới đây, mạng Bi lại có một đợt tăng tỷ lệ bonus đào lên khá cao. Điều này làm cộng đồng phấn khích và quyết liệt tìm hiểu mua máy đào nhiều hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ đó, trong video ngày hôm nay, Pinetwork Daily sẽ giúp bạn tìm hiểu về các cấu hình phổ biến cũng như tính hiệu quả khi đào Bi của chúng. Xin mời các Pioneer theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Tỷ lệ bonus cuối tháng 9 bùng nổ. Mới đây, có rất nhiều anh em Pioneer chạy máy NOT đã cho biết tỷ lệ thưởng bonus của họ đã bật tăng hơn nhiều so với bình thường. Và việc này đã nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng. Trên thực tế thì chưa một ai có thể lý giải được cơ chế tăng hoặc giảm lượng Bitcoin đào từ việc chạy NOT, vì thuật toán này cho đến nay vẫn còn là một ẩn số đối với cộng đồng. Tùy theo cấu hình, độ ổn định mạng, thời gian online liên tục mà các máy chạy NOT cũng cho ra tỷ lệ bonus bị khác nhau. Nhưng vì một nguyên lý nào đó mà tỷ lệ này đôi khi vẫn tăng giảm bất thường. Có thể nó phụ thuộc vào tổng số máy NOT đang online trên toàn cầu. Phần 2. Tìm hiểu về cấu hình máy để chạy NOT. Nếu bạn không phải là dân chuyên ngành máy tính hoặc tin học, có thể các thông số cấu hình máy có thể làm bạn hoang mang. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách cơ bản nhất để bạn có thể hiểu được chủ đề này. Hay ít nhất là khi đọc cấu hình của một máy chạy NOT, bạn cũng biết nó đang nói về điều gì. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bộ phận đầu tiên để gắn tất cả các phần cứng trên một máy chạy NOT là mainboard. Hiện nay có rất nhiều hãng cũng như đời mainboard khác nhau. Phổ biến có thể kể đến như H81 của Gigabyte, X99 của Hohenanzi. Để cấp điện cho mainboard và các thiết bị cứng thì cần nguồn điện, còn được gọi tắt là nguồn. Thông số cơ bản của một bộ nguồn thường là 350W, 400W, 500W, 750W. Nguồn càng cao thì càng ổn định, cấp đủ điện. Tuy nhiên cũng tỷ lệ thuận với hao điện. Trên mỗi chiếc máy, nếu nguồn được ví tròn như con tim bơm máu cho toàn bộ máy thì não của chiếc máy tính này là CPU. Tức là con chip xử lý toàn bộ hoạt động của máy. CPU đời càng cao thì xử lý càng nhanh và mạnh. Các đời CPU phổ biến như Intel i5, i7, i9, các đời Xeon, Dual Xeon. Ngoài ra, 16 nhân 32 luồng hay 32 nhân 64 luồng là các thông số chỉ khả năng xử lý của CPU. Thông số càng cao thì CPU càng khủng, càng đắt tiền và xử lý càng mạnh. Tiếp đến là khả năng đồ họa. Thông thường thì các đồ họa sẽ tích hợp sẵn trên mainboard, hay còn gọi là VGA. Tuy nhiên, nó khá yếu. Người chạy NOT sẽ đầu tư thêm các card đồ họa VGA rời để gia tăng khả năng xử lý khi đào Pi. Đây chính là thiết bị quan trọng nhất trong việc đào coin và cũng là phần hay bị hư nhất, tốn nhiều tiền điện nhất của Pioneer. Các đời phổ biến như GTX 750 Ti, 1060, 1070, 1080. Đời càng cao thì khả năng xử lý càng mạnh. Sau đó là RAM. RAM là một bộ phận có nhiệm vụ ghi nhớ tạm khi xử lý các câu lệnh. RAM càng lớn thì khả năng xử lý sẽ càng mạnh. Nói dễ hiểu thì thay vì não là CPU phải nhớ quá nhiều thứ, thì RAM như một quyển sổ ghi chép phụ CPU xử lý các câu lệnh. Các thông số RAM phổ biến như 8GB, 16GB, 32GB và 64GB. Và sau cùng chính là ổ cứng. Ổ cứng càng lớn thì khả năng lưu trữ càng nhiều. Máy NOT cũng cần lưu trữ nhiều, chủ yếu là sổ cái của mạng lưới. Các đời phổ biến như HDD, SSD, SSD, NVMe. Tuy nhiên, các Pioneer lưu ý sẽ không sử dụng HDD để đào Pi vì nó rất yếu, không thể xử lý nổi nhu cầu hoạt động của NOT. Tùy theo độ khủng của máy đào mà Pioneer có thể lắp thêm quạt tản nhiệt để tối ưu hiệu năng của máy. Một số dòng máy thấp cũng không yêu cầu khắt khe cho việc này. Như vậy là cơ bản, chúng ta đã tìm hiểu qua các thông số của một chiếc máy tính. Tiếp theo đây sẽ là giá tham khảo cho một số dòng máy có thể chạy được NOT. Phần 3. Tham khảo giá cho các máy chạy NOT. Xin lưu ý, các cấu hình sau đây chưa bao gồm màn hình và các linh kiện như chuột, bàn phím, màn internet. Tổng các khoản chi này sẽ cần khoảng 3 đến 5 triệu tùy chất lượng của thiết bị. Cấu hình 1. Cấu hình máy Intel. Mainboard H81, RAM DDR4 16GB, ổ SSD 256GB, nguồn 500W, VGA có sẵn, giá sẽ khoảng 5 triệu.
Tuy nhiên, máy này sẽ chạy khá yếu và tỷ lệ bonus rất thấp. Cấu hình 1 Xeon X99XZ, DU99D4, Dual Xeon 2686, 36 nhân 72 luồng, RAM DDR4 64GB, ổ cứng NVMe 512GB, nguồn 650W, tản nhiệt T400, VGA 1GB, giá khoảng 12 triệu đồng. Khả năng chạy note của máy này tạm ổn, nhưng bonus cũng chưa cao. Cấu hình 2 Xeon, CPU 2X Xeon, i5-2596V4, Turbo 3.6G, 44 nhân 88 luồng, RAM 128GB và card VGA RX6800 16GB, ổ cứng NVMe 512GB. Giá của cấu hình này là 35 triệu. Chiếc Note này khá ổn và sẽ giúp Pioneer đào được tỷ lệ bonus ổn định. Tuy nhiên, giá thành cũng khá cao. Tốc độ record từ Pinot. Giả sử cấu hình cài đặt Pinot Pioneer phải mua là Dual Xeon 36 core 64GB RAM, 512GB SSD, nguồn 650W, mạng Internet 300Mbps. Điểm bonus từ Note nếu chạy ổn định sau 1 tháng sẽ đạt 3 điểm và sẽ tăng dần 0,03 điểm kể từ tháng thứ 2. Mức cao nhất của máy Note có thể sẽ đạt tới khoảng 6 điểm. Tổng hợp lại, ước tính cho việc chạy Note liên tục trong 12 tháng thì mức bi thu về sẽ khoảng 1.000 bi trên năm. Từ những phân tích rất chi tiết như trên, chúng tôi nhận thấy việc đào bi bằng Note không hề đơn giản mà nó còn tích hợp nhiều vấn đề liên quan khác. Mọi người nên tìm hiểu thật kỹ trước khi xuống tiền đầu tư máy Note. Đến đây thì chúng ta cũng đã tìm hiểu xong chủ đề về cấu hình của máy tính đào Note rồi đúng không nào? Bạn sẽ sẵn sàng đầu tư bao nhiêu tiền để mua một máy Note? Hãy để lại bình luận của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các bản tin mới nhất về mạng lưới B-Network của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.